Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé. Hot, Jung Hae In tự xác nhận đang trong mối quan hệ ngọt ngào với Jisoo Blackpink. Cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi thông tin của Jung Hae In thay đổi, đồng thời cho biết đang yêu Jisoo Blackpink, sau khi chính thức hợp tác cùng nhau trong dự án truyền hình Snowdrop. Hoa tuyết điểm và xuất hiện với những chi tiết đáng chú ý như cùng sở hữu chiếc quần có kiểu dáng, màu sắc tương tự nhau. Jisoo Blackpink và Jung Hae In làm dấy lên nhiều nghi vấn đang hẹn hò, có vẻ như hiểu thấu nỗi lòng của những người chèo thuyền Jisoo mà mới đây. Trên trang thông tin Wikipedia của tài tử Jung Hae In đã bất ngờ có một cập nhật mới. Cụ thể, Wikipedia thông báo, hiện tại Jung Hae In đang có mối quan hệ ngọt ngào với Kim Jisoo Blackpink, khiến dân tình không khỏi thích thú cho rằng. Wikipedia đang thay mặt thân chủ để khẳng định tất cả những đồn đoán về hai người là sự thực, tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng Wikipedia là một trang web mà người dùng có thể chỉnh sửa. Thế nên đây chắc chắn là một sản phẩm do người hâm mộ làm ra. Đến nay, cả Jisoo và Jung Hae In đều chưa lên tiếng hay có bất cứ động thái nào xác thực về những tin đồn. Dân tình hy vọng cặp đôi thực sự hẹn hò dựa trên những phản ứng hóa học hết sức chân thật trong bộ phim đầu tay. Snowdrop là bộ phim có lượt rating khá thấp, gây nhiều tranh cãi và thậm chí còn suýt bị cấm chiếu. Thế nhưng nhờ vào sức hút lớn đến từ cặp đôi chính trai tài gái sắc mà bộ phim vẫn đạt được hiệu ứng tốt trên nhiều nền tảng khác nhau. Kết thúc của bộ phim không trọn vẹn khi nhân vật chính Yang Do và Su Ho mãi mãi rời xa nhau. Nhưng với những thước phim rất tình, phản ứng rất chân thật từ cặp đôi, thì người hâm mộ đều hy vọng Jisoo và Jung Hae In có thể đem lại một cái kết đẹp có thực ở ngoài đời. Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé!